Đây, cách reset đầu ghi của Apatex này đời cổ rồi nha. Ở đây chúng ta sẽ tìm tới cái cổng đó là TB56. Cái main của mình là chỗ này đây, 56 nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể tìm 23, ở đây mà là 56. Rồi anh cho thông mạch đi. Đây nè, đây này. Hai cái này thông mạch rồi, hai cái thông mạch rồi. Mình chọc nha. Nhân quay mà rồi xong rồi sau đó là các bạn mới cấp nguồn điện nha. Rồi ok, anh giữ đấy nha. Rồi, nó khởi động rồi các bạn. Rồi, nó lên như thế này rồi, nó kêu cái bíp nên đó là thành công rồi đó. Đó, nó vào cái phần đó là reset default rồi nè. Ok nha các bạn, còn cái phần thông số các bạn tự mò nha.